có duyên lành được Phật pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 8, là ngày Trung Thu, hay chúng ta còn gọi là Tết Nhi Đồng, thì cũng có chư Phật tử. Bữa nay cũng là ngày xuất bát của cô Trí và cô Cần, thì cũng có chư Phật tử tề tụ đông đủ tại Tịnh Xá Ngọc Vân đây, và chư Phật tử cũng vừa đọc kinh cúng dường ngôi Tam Bảo vừa xong. Sau đó chư Tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là chứng minh cái buổi xuất bát hôm nay của cô Cần, cô Trí, cũng như tất cả chư thiện nam thiện nữ hiện diện hôm nay nói riêng, và cầu cho chúng sanh trong pháp giới kẻ âm được siêu, người dương được nhẹ nhàng thơ thới dậy. Vì trên cũng có chư Phật quá khứ và chân dung của đức tôn sư Minh Đăng Quang chứng minh, thì buổi cúng như vậy tạm gọi là viên mãn. Như theo truyền thống khất sĩ thì buổi nói pháp là quan trọng hơn hết. Và hôm nay tôi xin nói về vấn đề cầu an và cầu siêu. Hôm nay tôi nói về vấn đề căn bản của đạo Phật, đó là giới, định và tuệ. Thì chúng ta biết là chúng ta đang ngồi đây có nhân duyên hội họp đây, thì cũng nhờ chúng ta có giới định tuệ. Hiện nay thì tôi nghe nói cơn bão số 6 ngoại trung nó là tàn phá dữ lắm đó, tức là người ta chết và thất bát tài sản rất nhiều. Còn chúng ta được may mắn có tu, nhất là miền Nam được ăn vui, chúng ta ngồi hôm nay cúng ở tại đây, thì ngoài trung chắc đang đau khổ, tức là màn trời chiếu đất đấy. Đó, thì chúng ta cố gắng tu, thì cái tu theo đạo Phật cái căn bản là giới, định và tuệ. Thì giới là cho sắc thân, còn định là cho cái tâm, cái linh hồn của chúng ta, còn tuệ là cái sự sáng suốt của linh hồn. Ba điều này phải có, và nó chiêu cảm những cái nghiệp quả. Nếu mà chúng ta có tu nhiều thì ở đây ít có tai nạn, vì tất cả tai nạn không phải do ông trời nào phạt hết đó, mà chúng ta phải nói là do chính chúng ta tạo ra. Thành ra nói là thiên tai, chứ mình phải nói là nhân tai. Nếu ở tỉnh nào, ở cái quốc độ nào có tu thì chúng ta thấy ít tai nạn, mà nếu quốc độ không tu thì chúng ta thấy tai nạn rất nhiều. Thì chẳng hạn như ông gì hồi đó ông, tôi quên cái tên rồi, ông tu theo ngoại đạo, ông là một nhà thiên văn, tức là từ xưa đã kêu nhà thiên tinh đó, thì giờ kêu là thiên văn. Ông có thể coi sao, ông đoán bói được là trong nước có tai nạn hay không. Thì đêm đó ông ngồi thiền xong, ông xả thiền ra, ông nhìn lên trời, thì ông thấy là nơi Đức Phật ở với giáo hội đang ở tu sẽ bị hạn hán trong một tháng trời, còn mấy tháng trời liên tiếp. Ông sợ quá, ông lên bạch Đức Phật, thì thế sắp sửa có hạn hán trong vài tháng, ông đức biết sao. Thì Đức Phật mới nói, ông đi coi lại coi. Thì ông chạy ra coi lại, rồi ông nói thấy còn có hai mươi mấy ngày nữa thôi. Ông nói, ủa sao lạ, nãy mình thấy có mấy tháng rồi, giờ còn có hai mấy ngày. Ông bạch Đức Thế Tôn, bây giờ còn có hai mấy ngày, sao con lấy làm lạ quá. Đức Phật nói, con đi coi lại nữa coi. Thì ông coi lại thì còn có 15 ngày. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, sao mà giờ nó sụt còn có 15 ngày. Thì mới bạch Đức Thế Tôn, ông nói ông đi coi lại nữa coi. Thì coi lại còn có 7 ngày. Chúng ta thấy nó lạ vậy. Đức vô bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói ông đi coi lại nữa. Thì coi lại còn có 1 ngày. 1 ngày 1 đêm, tức là 24 tiếng đồng hồ liên tiếp là lũ lụt hạn hán. Thì ông mới bạch Đức Thế Tôn, tại sao lạ vậy? Thì Đức Phật nói do cái thức chiêu cảm, do thức chiêu cảm. Thì ta thấy chúng sanh đau khổ, ta không nở, thành ra ta mở rộng lòng từ, tức là ban rãi cái lòng từ tâm. Thì cái cảnh nó phải chuyển thôi, cảnh nó phải chuyển thôi. Nhưng mà cái nghiệp chúng sanh là ta không thể cứu hết được, cứu hết cũng được, nhưng mà chúng sanh nó không tu. Chính cái sự đau khổ làm cho chúng sanh tiến hóa, và chính cái sự đau khổ làm chúng sanh xa đọa. Thì nếu khổ nhiều quá, hai ba tháng trời hạn hán hay là lũ lụt, thì chúng sanh chịu không nổi.
Thành ra ta bớt lại cũng còn để một ngày thôi, để chúng sanh biết cái sự đau khổ đó, để chúng sanh cố gắng tu. Thành ra chúng ta đừng có thấy cái cảnh giàu sang sung sướng hạnh phúc mà chúng ta mừng, mà cũng đừng thấy cái cảnh khổ sở đau buồn mà chúng ta lo. Ta nói là trong cái phước có cái quả, trong cái quả có cái phước. Mà nếu một người Phật tử thì trong cái hạnh phúc phải nghĩ tới cái lúc đau khổ, và khi mình được hạnh phúc phải nghĩ tới tất cả đau khổ của những kẻ khác mà phát lòng từ. Thì hôm nay mình đây là được hạnh phúc đấy, thì mình phải nghĩ tới sự đau khổ của người miền Trung. Và khi mình đau khổ thì mình phải nghĩ đây là cái cơ duyên để mình tiến hóa. Mình biết làm tam giới bất an, dụ như quả trạch, là ba cõi này không có yên, không có cõi nào yên hết đó. Giống như cái nhà lửa, giống như cái nhà lửa không bao giờ yên ổn. Nếu cõi dục từ địa ngục cho tới cõi trời dục giới thì có cái khổ khổ, tức là cái chiếm hữu bên ngoài. Mà bốn đường ác thì chiếm hữu ngoài rất là mạnh, cái tâm chiếm hữu đó dâm dục nó mạnh. Rồi tới cõi người, tới cõi trời là biết sợ, nhưng cũng còn chiếm hữu bên ngoài. Chiếm hữu bên ngoài tức là vợ tôi, con tôi, tiền bạc của tôi, nhà lầu xe cổ của tôi, thì cái chiếm hữu đó là nó quá thô tháo. Đã khổ rồi mà không biết còn sanh cái tâm chiếm hữu một cách đặc biệt. Có người đó là nếu mà chiếm tài sản tôi phải qua xác chết của tôi, mà nếu lấy vợ tôi cũng phải qua xác chết của tôi, nhà cửa cũng phải qua xác chết của tôi. Nhất là thời buổi này chúng ta có sự tranh đấu kiên cố, thì cái đó kêu là khổ chồng trên khổ. Nhưng mà tới cõi trời sắc giới rồi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì đời này không có cái chiếm hữu bên ngoài nữa, mà do ngồi thiền với cái đề mục thì những cái lân lân nó khởi lên. Cái sơ thiền đó thì nửa nhất niệm, nửa tập niệm, nửa chiếm hữu bên ngoài, nửa chiếm hữu bên trong. Ví dụ niệm Nam Mô là Phật 1, Nam Mô Phật 2, thì đó là nhất niệm đó. Bây giờ nó nghĩ tới chuyện khác là tạp niệm rồi, thì đó là chiếm hữu bên ngoài. Thành ra cái này nó chỉ cái hỷ lạc, là do cái đè nén, do cái tầm sát mà có. Thành ra chúng ta học rồi đó, là hỷ lạc do tầm tứ, do tầm sát mà có. Còn tới cái nhị thiền đó, thì bây giờ nó khỏe rồi đó, tức là khỏi cần niệm Phật mà vẫn có chí niệm Phật, thì cái định lực rất mạnh, hỷ lạc do định sanh. Còn tới tam thiền là chìm đắm trong đó cái mất thân, ly hỷ dự lạc. Thì chúng ta thấy cái này cũng còn nằm trong cái chiếm hữu, nhưng mà chiếm hữu bên trong đó. Cái tứ thiền nó dứt hết rồi, dứt luôn cảm thọ, dứt luôn sắc thân. Nhưng mà cảm thọ là thế giới biệt nghiệp của độc ảnh cảnh, thì khi mình biết nó mình không chấp thì nó phải biến mất, thì đó là thế giới riêng của mình. Còn cái sắc thân là thế giới của cộng nghiệp. Nếu mình bỏ sắc thân không cần chấp nữa, phải qua cảnh giới khác, mang sắc thân khác, nhưng mà có sắc thân mà không dính mắc. Thành ra cái tứ thiền Đức Phật thường kêu là hiện tiền lạc trú, hiện tại lạc trú, là an trú trong cảnh hiện tại. Có sắc thân mà không dính mắc thì không còn cái cảnh nào cao siêu hơn. Không cảm thọ, cảm thọ biến mất. Không sắc thân, còn sắc thân mà không dính mắc vào sắc thân. Thôi thì chúng ta thấy mấy cảnh giới này thì cũng nằm trong tam giới, cũng vẫn còn khổ. Mà cái khổ đó là cái hoại khổ, tức là nó còn, nó biến mất đi. Nghĩa là nếu mà sơ thiền mà yếu đó thì mấy ngàn năm thôi. Còn nhị thiền, tam thiền có thể hàng triệu năm. Còn tứ thiền có thể hàng tỷ năm. Là so với cái tuổi thọ của cõi người, còn mấy cõi trên thì cũng dài trăm năm là cùng. Thành ra nó còn phải bị mất là còn bị quản. Còn tới tứ không thì bây giờ không có sắc thân, không có cảm thọ, sống hoàn toàn bằng cái bóng thức của tư tưởng, thì cõi này sống hàng tỷ tuổi đấy. Nhưng mà so với cái vô lượng vô biên của bất tử, của cái Phật tánh Niết Bàn, thì nó không bằng hột cát trong bãi sa mạc. Mà các vị tu thiền từng chấp lầm ở trong đó, thì nói chúng ta nên phải hiểu cho nó rằng từ địa ngục cho tới cõi trời phi tưởng đều là bất an, tức là không có yên ổn được. Mà chúng ta thấy cái thời gian là thời gian dây khung,
Cũng như trong khoa học thường nói con mũi nó sống có 7 ngày. 7 ngày là so với cõi người này. Còn nếu con mũi mà nó thấy cái thời gian của nó, 7 ngày của nó có thể là 70 năm hay 700 năm. Thì theo cái nhận thức của con mũi. Còn bây giờ chúng ta sống ở cõi này chúng ta thấy 100 tuổi. Nhưng mà so với cõi trời sắc giới hay là dục giới, sắc giới thì chúng ta thấy ở trên đó có một ngày. Một ngày của các ngài trên đó bằng mình đây 100 năm. Nên đó mình thấy mình sống 100 năm chứ lên trên đó mình sống có một ngày. Chúng ta thấy cái thời gian là cái duy thun. Thì theo cái nhận thức của từng chúng sanh mà thời gian dài hay ngắn. Mà bất cứ thời gian dài cỡ nào thì cũng nằm trong cái quại thôi. Rồi tới mà tứ không đó thì chúng ta thấy là chuyển biến từng sát na. Thì cái này nó không thấy, dường như nó không quại. Sống hàng tỷ 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 tuổi thì chúng ta thấy quá dài bằng những trời đất. Nhưng mà thật sự cái quại cũng âm thầm trong đó. Thành đã kêu cái này là hành khổ, nghĩa là còn chuyển biến. Nó gần như qua cái chuyển biến đứng lặng, nhưng nó sao động rất ít. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta phải thoát khỏi tam giới. Thoát khỏi tam giới. Nhưng mà muốn thoát khỏi tam giới thì chúng ta phải ở cảnh giới đẹp cao thượng. Tức là địa ngục không thoát tam giới được. Ngạ quỷ súc sanh Atula, dầu có thiện trí thức cũng không thoát khỏi tam giới được. Tới cõi người thì có thể, nhưng mà cũng khó thoát. Tới cõi trời dục giới thì có thể thoát, nhất là cõi trời sắc giới. Sơ thiền, nhị thiền, nhị thiền thì vững vàng, có thể qua nhập lưu được. Còn cõi trời dục giới thì cũng có thể qua, nhưng mà rất khó. Cõi người là trời dục giới thì cao lắm là đắc hai tầng thánh đầu, còn phải qua tới cõi trời sắc giới. Ít nhất là cũng phải tam thiền thì mới đắc quả bất lai. Còn tứ thiền trở lên mới có thể đắc quả A-la-hán. Đó là cái tiến trình tu tập mà chúng ta cần phải hiểu biết. Rồi sau đó phải hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là một vấn đề khó khăn nhất đấy. Nhưng mà nếu không có cái bánh vẽ, không có cái lý thuyết thì chúng ta làm sao biết đường đi. Và khi lọt vào những cảnh giới, nhất là từ tam thiền trở lên, nó mê ly vô cùng. Mê ly vô cùng. Nó là cái trường hợp như là nó là cái ảo cố, là cái ảo mộng. Thành ra chúng ta tưởng nó là nước bạn. Nếu mà chúng ta không học giáo lý cho kỹ là chúng ta dễ chết chìm trong đó. Rồi sau khi biết rồi thì chúng ta bị sa đọa xuống bốn đường ác lại. Thành ra giữa cái tứ thiền với tứ không là cảnh giới rất là khó nhận ra. Thành ra chúng ta học giáo lý cho kỹ để chúng ta đắc quả nhập lưu. Thì nơi đây là chúng ta nhập lưu đạo, là chúng ta phải nắm hết cái tiến trình, cái ngóc ngách, cái hóc búa của tư tưởng, của cảm giác và của sắc thân. Đó là vấn đề chúng ta cần phải hiểu. Thì hôm nay trước cái pháp hội đây đông như vậy thì cái căn cơ đa số là thấp, thì tôi không có giảng qua nhập lưu. Lưu là để chuyên nghịch thôi, là cái thánh quả đấy. Ngày hôm nay chúng ta trở lại cái giới định tuệ của người trời, tức là phải từ chối bỏ bốn đường ác, để rồi chúng ta qua bốn đường thiện, để chuẩn bị để chúng ta qua quả nhập lưu. Thì mai ra chúng ta mới tránh khỏi cái tai nạn mà trong kinh kia là tam tai: nạn nước trôi, bỏ lục, nạn nước, nạn lửa và nạn gió. Thì nếu mà tu ngoại đạo tới tứ thiền là vượt khỏi ba cái này. Vượt khỏi là do đè nén đó, chứ xả thiền rồi cũng bị thôi. Thì khi tam tai tới là người ta nhập định vào trong đó, thì cái tam tai này không đụng tới sắc thân cái này được. Sắc thân ngài không còn là sắc thân có phàm phu nữa. Chúng ta nên nhớ là sắc thân mỗi người nó khác nhau đấy. Thấy hình tướng ở ngoài cũng như sắc thân Đức Phật thì cũng ăn mặc ở bệnh như mình thôi, nhưng mà không giống mình đâu. Không giống mình. Thành ra chư Phật tử phải thấy như người chết chẳng hạn. Thì tôi cũng đã từng đi khai thị đó. Rồi nếu người phàm phu mà không giảng sanh, không nhờ cái hào quang Đức Phật chiếu vào đó, thì chết vào nửa tiếng, 15 phút hoặc 1-2 tiếng sau là cứng ngắc như khúc củi. Niệm vào hồn không được, phải pho nước ấm hoặc là rượu thì tay chân mới mềm lại. Nhưng mà những người mà giảng sanh về địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh Atula,
thì thua 2-3 tiếng, 5-6 tiếng, nhiều khi không mềm. Nếu cảnh giới càng đê tiện thì nào địa ngục nào quỷ thì ngục, thân thể nó càng cứng dữ nữa. Thành ra những người đạo tì mà họ luyện mà gặp những cái thay ma, những cảnh giới xấu xa họ rất ngán. Còn nếu sanh về cảnh trời đó thì 15 phút, nửa tiếng hoặc 1 tiếng thì theo cái cảnh trời cao đó. Còn giảng sanh về cực lạc để trên 10 tiếng bây giờ cũng vẫn mày ngồi. Thì xác thân nó không phải là xác thân của mình thôi. Không phải là xác thân thầm phu của mình, mà do cái hào quang của Đức Phật, do cái chiêu cảm, do cái cảm ứng. Khi mình cảm các ngày ứng thì cái hào quang chiếu tới và xác thân nó lại khác. Thì xác thân nó có sao lại đó. Thì chúng ta phải hiểu là cái cảnh giới này nó biến chuyển như là cái mộng ảo, nó là thế giới của thần không, thế giới của thần không. Nhưng mà xá lợi cũng chẳng ăn thua gì, nó có là giảng sanh về của cái hiện tiền của quả trời cũng có xá lợi, cái trời cao cũng vẫn có xá lợi. Nhưng mà nó hột nhỏ mà hột mè. Cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề trí tuệ, tức là phải qua quả nhập lưu. Còn nếu có phát nguyện thì dứt niệm dẫn dẫn giảng sanh thì cái này vẫn có trí tuệ, vì cảnh giới đó rất là dễ tu. Nên là nhờ cái tha lực của Phật A Di Đà, cái thế giới đó thì thế giới tịnh độ, thế giới chuyển biến sát na, mà chúng ta thấy rất là khó hiểu. Thành ra giờ trở lại, sư Phật tử cố gắng làm sao phải quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Thì ở đây tôi giảng cái giới tóm lại sơ thôi, cái giới đúng là phải giảng kỹ đấy, nhưng mà quý Phật tử đã nghe nhiều rồi. Thì quy y Tam Bảo thì quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì chúng ta thấy Phật đó là Phật Thích Ca nói về cái sự thế giới Ta Bà này thì ngài là chúa tể, tức là giáo chủ của con người. Nhưng mà cái mục đích Phật Thích Ca không phải là quy y lại ngài rồi cầu xin ngài ăn mài ở cái tình thương của ngài, cái đó là phỉ báng ngài. Quy y ở ngài là để tìm thấy được cái Phật tánh giống như ngài. Ngài có gì lạ, ngài chẳng qua là ngài nhận được Phật tánh 24/24. Còn mình cũng rất có Phật tánh bằng như Phật Thích Ca, bằng như vô lượng Phật, nhưng mà mình chưa nhận. Cũng như chàng cùng tử mà chưa nhận được hòn ngọc như ý trên bông áo thì phải lang thang ăn mài mãi. Chúng ta là người ăn mài. Còn Phật là một chàng cùng tử mà đã nhận được cái hòn ngọc như ý thì trở thành tỷ phú ngay lúc đó. Thì vấn đề khác nhau có bao nhiêu đó không? Nó thành ra cái Phật về lý đó, tức là nói về Phật tánh. Mình kính lại Đức Phật, quy y Phật là để Phật chỉ mình cho mình thấy có Phật tánh giống như nào. Đó là lý, còn Phật Thích Ca là sự. À, còn Pháp đây đó, tức là tam tàng kinh lực lượng, kinh, lực và lực. Kinh đây đó là nói về định, lực là nói về giới, còn lượng là nói về cái tuệ, cũng không ngoài ba cái đó. Nhưng mà kinh lực lượng nào không chỉ tới chỗ giải thoát thì cái đó không phải là đạo Phật. Kinh lực lượng mục đích là chỉ chúng ta cách tu để chấm dứt cái vấn đề đầu thai, chấm dứt luân hồi sanh tử thì đó là chánh pháp. Còn nếu chỉ về thành thông thì cái đó là cái phương tiện, không đi tới chánh pháp được. Mà trí tuệ ở đâu? Thì đạo Phật trí tuệ ngay trong cuộc sống này. Ngoài cái cuộc sống này không có trí tuệ. Trí tuệ là nước, mà cuộc sống đây là sống. Sống với nước không rời nhau được. Như cuộc sống thì sanh diệt từng sát na. Cuộc sống sanh diệt mà sanh diệt ngay trong cái nước, cái Phật tánh bất sanh bất diệt. Mà cái Phật tánh bất sanh bất diệt thì nó lại bất sanh bất diệt ngay trong cái nước sanh diệt. Thành ra ngay trong cái cuộc sống này, ngay trong cái xác thân không đầy hai thước này, chúng ta hãy tìm lấy cái niết bàn trong đó. Nhưng nhất định cái xác thân không phải là niết bàn. Xác thân chỉ là sống sanh diệt, sát na và tiêu cực. Chính ngay trong đó chúng ta sẽ tìm thấy nước trong đó. Thành ra đạo Phật không tách rời cuộc sống. Sở dĩ cuộc sống này có đau khổ, Đức Phật mới xuất hiện ra đời để chỉ cuộc sống không phải là đau khổ. Như vậy là cuộc sống là hạnh phúc. Cũng không phải vậy. Hạnh phúc đối với đau khổ thì Đức Phật không, cái đó là cõi trời thôi. Nhưng mà Ngài đưa về cõi đó, rồi nói phải tiến lên siêu việt cả hạnh phúc và đau khổ. Thì cái đó là cái nền tảng, cái bản thể của hạnh phúc và đau khổ. Thì cái đó là qua quả nhập lưu. Thành ra dầu muốn dầu không muốn qua quả nhập lưu, chúng ta phải qua cõi trời. Tệ lắm là cõi trời dục giới. Còn nếu lên cao cõi trời sắc giới thì chúng ta qua quả nhập lưu dễ dàng hơn.
Thì hôm nay chúng ta nói thấp là nói về cõi trời dục giới thôi, duy sắc giới, hai cái đó. Đó là quy y Phật, quy y Pháp. Pháp đây tức là tam tàng kinh lực lượng của Đức Phật. Mà Pháp là chỉ về cuộc sống đau khổ này. Nếu cái nào mà chỉ về cuộc sống mà không đưa tới giải thoát, nghĩa là sống trong cuộc sống mà không đau khổ, không tham lam, không sân giận, không si mê nữa, thì đó là chánh pháp. Còn ngoài ra là tà, không có đưa tới giải thoát. Cái nào chỉ về thần thông thì đó không phải là đâu, nhưng mà phải qua thần thông. Đừng có thích thú, đừng có chìm đắm trong thần thông, mà nhờ nương cái thần thông để đi đến trí tuệ. Thần thông là biến cảnh giới địa ngục thành ngạ quỷ thành xuất sanh thành A-tu-la, cứ tiến quá mạnh. Tu là cải sửa, tôn giáo nào cũng giống nhau hết, tu là cải sửa. Phật giáo cũng tu là cải sửa, nhưng mà vượt lên cái cải sửa là tu là sau khi cải sửa rồi thì phải nhận lại. Đó là qua tứ thánh nhập lưu nhất dẫn lai bất lai tới A La Hán là nhận lại được 24/24 cái Phật tánh của mình. Và còn cái tu cao nữa là tu phải tùy thuận, phải nhậm nhận, phải tự tại trong cuộc sống, tức là biết siêu việt lên thiện ác rồi phải trở lại thiện ác mà duyên dung trong đó. Đó là ý nghĩa của đầu, đây mới là rốt ráo. Mà duyên dung không những duyên dung một người, mà quá hiện một thân, nhiều thân, cho đến vô lượng thân. Một cõi, nhiều cõi, cho đến vô lượng cõi. Thì đó chúng ta phải hiểu đạo Phật phải đi tới chỗ đó, tức là ai cũng phải đi tới quả Như Lai hết. Đức Phật không nắm trong tay, không giấu một cái gì hết, mà đem ra trình bày. Nếu mà chúng ta không tu tới quả Như Lai, mà chúng ta ngừng ở người trời, đó là phỉ báng đạo Phật. Chúng ta coi Đức Phật như ông thần tài thì chúng ta thử bán lại. Ngài không bao giờ nói cái ngôi Như Lai là riêng một mình ta, không như các tôn giáo khác là Như Lai có mình ta thôi, còn các con đến là hầu hạ ta chứ các con không thể làm Như Lai được, không hề có vấn đề đó. Nếu mình nói mình không làm Như Lai, đó là mình thử bán Như Lai. Và nếu giàu muốn giàu không, chúng ta cũng phải tìm hiểu đạo Phật và chúng ta phải hạ thủ công phu. Đó là tôi nói về Phật Pháp. Pháp là nếu về cái sự là kinh điển của Ngài, còn nếu nói về lý là cuộc sống của chúng ta. Còn tăng đây đó, nếu nói về sự là các sư đây, bốn vị tỳ kheo sống hòa hợp với nhau thì mới gọi là tăng. Bốn vị mà phải tỳ kheo tức là có 250 giới, còn sa di là chưa phải tăng, mà phải sống hòa hợp với nhau. Còn cái lý là bất cứ ai, dầu Phật tử, dầu ai cũng được hết. Dầu đó là con chó, con trâu, con bò, nếu các vị Bồ Tát thị hiện, tức là nhận thấy cuộc Phật tánh của mình sống được cuộc sống này mà không dính mắc, thì dầu đó là con chó vẫn là con. Cái lý nói là cái Phật tánh rất là quan trọng. Các Bồ Tát nhiều khi ta thị hiện như Đức Phật mấy kỳ ngày cũng thị hiện con sư tử chúa, con voi chúa, thì chúng đó vẫn là tăng đấy. Và những con người không còn dính mắc trong cuộc sống này, đó là Bồ Tát đó. Bồ Tát thì lúc này còn tùy thuận giáo hóa đó. Và thì tôi giảng xong về Phật Pháp Tăng, về sự và về lý. Thì bây giờ qua tới cái giới. Cái giới thì chúng ta có năm giới. Thì tôi giảng càng ngày càng sâu nha, nói dễ chứ còn không phải dễ à. Hôm trước tôi giảng sơ sơ không à, tôi giảng lại nữa thì có cái trùng, có cái đi sâu hơn đấy. Thì chúng ta nghe từ từ để rồi chúng ta về, chúng ta nhớ, chúng ta chiêm nghiệm, nghiền ngẫm lại. Càng nhìn ngắm chừng nào chúng ta càng đi sâu chừng đó, mà càng đi sâu chừng nào thì đạo quả chúng ta càng mau đến chừng ấy. Còn cứ lười biếng nghe lỗ tai nay chạy qua lỗ tai kia, sư giảng rồi về nằm chờ co nó ngủ, không nhìn ngắm, không suy gẫm gì hết, thì người này không đi đến đâu hết. Cái tôi giảng là cách của tôi, còn sư Phật tử nhìn ngắm để hiểu sâu xa, đó là của mình. Chừng đó hiểu rồi thì quên hết, đừng có nhớ nữa. Hiểu rồi nó không cần nhớ. Chừng đó ai hỏi thì tùy theo duyên mình trả lời. Mình có thể dùng danh từ của mình, cái tư tưởng của mình để trả lời. Thành có người trả lời còn sáng tỏ hơn tôi. Nhưng mỗi người nó có một cái khiếu trình bày. Tôi giảng vậy cho cái khiếu trình bày tôi kém lắm. Nhiều khi nói nó không thông lắm. Nhưng mà tôi có cái ý, có chiều sâu, có cái ý cho trình bày, chưa chắc là trình bày hơn Phật tử. Đó là cái khiếu của mỗi người. Còn cái dứt văn thì tôi còn tệ nữa. Tôi giảng tôi nói càng ra cho dứt văn thì nó phải cô động, nó phải ngắn gọn đầy đủ. Nó khó nhất là ngắn gọn mà phải đầy đủ.
Còn không rõ ràng thì dĩ nhiên là viết văn là không rõ ràng, rồi giảng gì là rõ ràng. Tôi có cái tài giảng thôi. Nó không ngắn, không gọn, nó dài thần, nhưng mà nó rõ. Còn cái viết là không phải như nói. Nói vậy mà khi viết ra nó còn tập mấy trăm trang, 500-700 trang cũng chưa hết. Còn khi viết lại là tập 32 trang thôi. Mà nó phải đầy đủ á, phải ngắn, phải gọn, đầy đủ. Chỉ là chỉ nhắc đại khái thôi rồi coi theo cái đó mà giảng qua. Chứ tôi thật sự phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra đó là cái thứ nhất là quy y Tam Bảo. Mình phải quy y sự trước, rồi mới qua quy y lý. Quy y Phật Thích Ca rồi phải làm Phật như nào. Quy y Pháp là kinh lực lượng của Ngài để áp dụng vào trong cuộc sống. Quy y Tăng là mấy y nhà sư xuất gia, rồi mình làm sao đừng dính mắt như các nhà sư. Nếu cần nhà xuất gia, còn không mà nếu mà ngon nhiều kiếp rồi mình cư xử mà đừng dính mắt thì đó vẫn là Tăng. Còn mấy người xuất gia như tôi nhà kia còn dính mắt chưa phải là Tăng. Vì lý á, nhưng về cái sự là Tăng, nhưng về lý chưa phải là Tăng. Dầu cho xuất gia 40-50 năm như tôi mà cũng vẫn còn dính mắt chưa phải là Tăng sư tánh, chưa phải là Tăng lý, nó mới là Tăng sự. Chứ thực sự ta hiểu mình chưa Phật tử năm giới mà không dính mắt thì đây là vị Tăng chân chánh về lý hết. Nhưng mà sự thì chưa có. Cái sự không quan trọng lắm. Cái sự là để tiến tới lý, có lý rồi cái sự không cần. Đó, phải hiểu cái chỗ đó. Đó là tôi nói về quy y Tam Bảo. Bây giờ thọ trì năm giới, giới thứ nhất là không sát sanh. Đây là giảng năm giới thôi nha. Thì không sát sanh ở đây tôi tự đây là cái giới này khó làm. Ăn tháng phải 10 ngày chay, mà tuyệt đối là không ăn heo, chó, gà, vịt. Chỉ ăn 20 ngày mặn là ăn tôm, cua, cá, tép thôi. Tại sao vậy? Vì tôm, cua, cá, tép cái linh hồn nó rất yếu. Nó trả thù đấy. Cái thù không ăn thua nữa. Con tép mà trả thù về 1000 con trả thù cũng không ăn thua nữa. Mà một con chó một con thôi là nó trả thù độc đáo. Cái linh hồn nó chết nó từ. Đừng có nói lúc sống mà nó cũng còn giữ đấy. Nếu mà mình ấy là mình con chó giữ nó lại nó cắn mình đó. Mà nếu nó điên nó cắn mình thành điên luôn á. Cứ gì nó chết cái linh hồn nó bực tức là nó theo mình hoài. Mà trong lúc mình còn mạnh khỏe thì nó theo nó phá không được. Nhưng cái lúc mình bệnh gần chết thì cái lối lúc đó thần thức rất yếu. Thì nó dư sức phá. Mà không phải một con đâu. Mà nếu chúng ta ăn 2-3 con, 5-7 con, chúng ta giết nào heo, nào gà, nào vịt nữa thì thôi. Chúng ta chịu thôi. Thành ra cái vực sát là cái khó khăn nhất. Nội giữ giới sát không do bảo đảm sư Phật tử là cả thế giới hòa bình. Chứ đừng nói gia đình. Thành ra sư Phật tử cố gắng bớt cái niệm lời xuất. Bớt cái nghĩa địa, cái bụng mình, cái nghĩa địa đã chôn biết bao nhiêu sinh mạng trong đó. Thì hôm nay chiến tranh với bảo táp nhưng mà chung là cũng do cái vấn đề sát đấy. Chúng ta nên nhớ là dạng pháp duy thức. Tất cả sự chuyển biến những tai nạn ở trong cuộc sống này là không có ông trời nào mà hại chúng ta đâu. Ông trời có phạt nhưng mà khi có tội nó phạt. Ông trời là ông trời của chúng ta. Công an là công an của người dân. Mà nếu người dân không tội không có công an nào mà bắt bớ được hết trơn. Thành ra nó có ông trời là sai. Mà nói không ông trời là trật. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nếu chúng ta giữ giới cho kỹ thì ông trời ông đến mà cũng không hại được chúng ta. Chúng ta nhớ là có để ý những người nào tu hay những cái nhà 10 căn liên tiếp mà trái 9 căn còn 1 căn không trái. Khó giải thích. Nhưng mà đối với Phật dễ giải thích thôi. Đối mà cái nhà trái hết mà còn ông Phật không trái. Cái bàn ghế của ông Phật thờ là trái nhém hết trơn mà ông Phật trên đó không định gì tới hết. Mà chúng ta giải thích thì sao? Những cái đó là những cái thần thông thôi. Chúng ta phải hiểu. Khi người mẹ ẵm con trên tay, trời đánh đứa con chết queo mà người mẹ vẫn còn sống. Khi người mẹ chết queo mà đứa con trên tay vẫn còn sống. Không hề nám, không hề bệnh, không hề bị trái gì hết. Chúng ta giải thích thì sao? Đạo Đức Phật, Đạo Phật giải thích một cách dễ dàng. Tất cả đều do nghiệp của chúng sanh, do cái phước báo của mỗi chúng sanh. Thành ra hiểu cái lý nghiệp báo rồi, chúng ta tỉnh bơ trong cuộc sống này. Chúng ta đừng có mong giàu thì cũng đừng có cầu nghèo. Chúng ta sống là sao tạo cái phước báo rồi nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta đừng có cầu mong. Có người mua vé số hoài tới mạt mà cũng không có trúng. Còn có người không mua tới lăn năn nỉ mà lại trúng. Nó là thực tế. Là cái phước báo. Cái gì cũng chẳng qua phước báo. Mà phước báo là
Đức đó là chúng ta biết bố thí, biết cúng dường, biết quỹ đạo, biết giúp đỡ người. Nhưng mà cái phước báo chỉ là tạm thời thôi, đưa chúng ta vào cảnh giới tốt, đầu thai vào cõi giới tốt, đầu thai vào cái xiềng vàng, vẫn mang cái xiềng thôi. Nhưng mà nếu không được xiềng vàng là không có giải thoát được. Chúng ta đừng có dừng ở chỗ đó. Tôi không có bác phước báo này. Nhưng đây tôi thấy nhiều Phật tử làm phước nhiều quá mà không chịu tu huệ. Thuyết pháp là không đến nghe. Mà làm phước thì đứng hạng nhất, giúp đỡ quý sư và ăn mặc ở bệnh, lo tứ sự cho quý sư đầy đủ. Mà pháp lý thì không biết gì hết. Tôi rất đau lòng đó. Tôi nói mấy lần này cũng vậy thôi. Nhất là những người cận sự ở đây, gần cận xá nhất, mà không chịu nghe pháp. Hỏi pháp là chẳng biết gì hết. Rồi khi mình chết là ai cứu mình? Chính cái giáo pháp này, cái hiểu biết, cái nhận thức của trí huệ này cứu mình. Chết rồi còn lại cái đó không? Còn cái phước thì có, thì hưởng thì hết. Mà trí huệ là không có, mất. Nó không bao giờ mất. Nên tôi năn nỉ Phật tử và phải đến nghe pháp. Tôi không lợi dụng Phật tử đâu. Vì nếu tôi lợi dụng tôi sẽ xa bỏ. Giờ cho tôi lợi dụng, bây giờ tôi cũng không làm. Nếu biết rồi là không bao giờ dám lợi dụng ai. Không bao giờ dám làm những cái việc sai trái. Nhân quả nó sẽ đến với mỗi người, không sai trái. Trừ đó A-la-hán trở lên thôi, còn dưới là bị nhân quả hết. Để còn tư tưởng một chút bất lai cũng còn nằm trong nhân quả đấy. Còn Đức Phật cái địa láng cũng nằm trong nhân quả đấy. Nhưng mà không dính mắc vào đó. Chúng ta thấy Đức Phật cũng bị Đề Đạt Đa lăn đá, càng vô não được chém đủ thứ hết. Thì một kiền liên đắc quả la hán rồi bị tụi cút đánh cho chết. Nhưng mà cái này đâu có khổ. Cái độc đáo các bậc thánh nhân là bị tạo quả nhưng mà không tạo nghiệp mới. Các ngài phi nghiệp vượt khỏi nghiệp. Nhưng mà những cái nghiệp dư tàn ở quá khứ vẫn phải tạo. Hay nói đúng cái đó là thị hiện thôi, chứ không phải là nghiệp. Thị hiện là đóng kịch đó. Cũng như thầy giáo mà đi vào lớp mẫu giáo mà đánh dần đọc chữ, cái đó gọi là thị hiện. Chứ không phải thầy giáo phải đọc chữ phải đánh dần, mà phải nói thầy giáo đó thị hiện. Còn cái lớp mẫu giáo đó mới thật sự là nghiệp. Nói chứ Phật tử phải hiểu cái nghiệp với cái thị hiện nghiệp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra cái giới thứ nhất là không sát sanh, là không giết các loài thú lớn, chỉ ăn là thú nhỏ thôi. Còn nếu ai ăn chay trường là tàn cúng, thì cái đó nhất là ít lợi cho mình. Mà nhiều người tôi đi sư đừng có biểu con hứa, tôi nói có vấn đề ăn chay không có hứa. Cái tu là không có hứa gì cho mình, thấy lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người, đem tới an lạc cho mình, an lạc cho mọi người thì mình làm thôi. Cái đạo Phật không có bắt buộc ai, không có bắt biểu tin hay không tin. Mình phải nghe lời nói rồi áp dụng, có đem lợi ích cho mình, hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Ở đây là chúng sanh nha. Chúng sanh là những cái loài sống chung với mình, chứ không phải con người không. Mà cả heo, chó, gà, vịt, tôm, cua, cá, tép đều là chúng sanh sống chung hết. Thành ra mấy vị thì kheo còn không được nhổ cỏ đó. Chúng ta phải biết. Năm giới là còn ăn loài thú nhỏ, tám giới là không ăn thú nhỏ, thú lớn, trường trai, tuyệt vực. Còn mười giới là cây cổ thụ cũng không đúng. Chỉ đốn cây nhỏ thôi. Rồi tới 250 giới là cỏ nhỏ cũng không ngổn. Còn cái lòng từ bi nào hơn nữa. Chúng ta phải hiểu cái đó. Rồi nên năm giới là chúng ta không giết lời chú nhỏ thôi. Thế mà chúng ta thấy có nhiều người ăn một hai ngày cũng không nổi. Nên là chúng ta phải hiểu. Còn giới thứ nhì là không trộm cắp. Chúng ta nên nhớ giới thứ nhất là không sát sanh mà lại phóng sanh nữa. Phóng sanh tức là chúng ta có tiền thì theo khả năng của mình mua các loài thú để phóng sanh. Chúng ta ai có ở tù thì mới biết cảnh khổ ở tù. Và khi ra khỏi tù rồi chúng ta thấy cái cảnh vui sướng của người ra khỏi tù. Rồi loài thú nó cũng vậy. Mình nói mình thương con chim quá, mình bắt nhốt trong lòng. Trời ơi, mình bắt tù lắm. Nó chết rồi, con chim của tôi, con chim xe sẻ mới ra đời. Hôm qua nó hãy còn bay nhảy, chỉ một ngày giam đã chết rồi. Tôi muốn cô đơn mà giữ bớt sầu, nên tôi yêu nó có gì đâu. Nên muốn cô đơn giữ bớt sầu, nên tôi yêu nó có gì đâu. Tình thương mà vô ý gây nên tội. Tôi đã tù, sao bắt nó tù? Sao nở dầu trong giây phút thương, để con chim nhỏ hận căm lời? Sao không trả nó về mây gió, cho nó say sưa uống ánh trời? Sao tôi không hiểu, tôi không hiểu, nỡ để đành cho nó thoát qua. Chúng ta thấy đó là
mình đã tù sao mà bắt nó tù. Mặc dù mình muốn sung sướng, mình muốn cô đơn dễ bớt sầu, mình bắt nó. Cũng như đứa bé mà tay xách cái lồng, miệng hời chim hỡi vào trong lồng này. Còn đâu mà vui sướng hơn đây, nước trong mà gạo trắng sẵn đầy hai ngon. Nào gắt tía, nào gì so, nó không lưu đúng mực chẳng còn lo chi. Thì chim khôn đang đậu cành si vội vàng cất tiếng một khi đáp lời: thôi thôi, ta đã biết rồi, lòng vàng âu cũng là hơi ngục hình. Sao bàn trời rộng thênh thang, ta bay ta hót mặt tình tự do. Thì chúng ta cũng muốn tự do, thì chúng ta đừng bắt người khác phải tù ngục. Đó là cái thứ nhất, là lý do đó là chúng ta chẳng những không sát sanh mà phải phóng sanh. Giới thứ hai là không trộm cắp, tức là không lấy của không cho. Thì nhất là bây giờ trộm cắp rất nhiều đấy. Ngoài nhà nghèo á thì sanh đạo Phật, còn giàu thì sanh lễ nghĩa. Chúng ta thấy những người giàu bây giờ ăn xin ngực rồi thừa thải rồi ấy, là lúc đó mấy người nghèo đó nói như chết luôn. Thì chúng ta phải biết, nhất là người chung bây giờ đang đau khổ, chúng ta phải bớt về vấn đề ăn mặc, chúng ta bớt vấn đề mà khoa son dồi phấn tha móng tay. Người nữ giờ tha móng tay dữ lắm, người thấy đó. Thì có cái bang mà nó đi tha móng tay dạo, thì giờ có cái nghề đó nữa. Mà nghề đi Việt Nam mà đó ít có, bị ảnh hưởng của ngoại quốc. Có người lam lũ chứ nghèo vô bếp này kia mà cũng tha móng tay, tha móng tay móng chân này kia. Cái tiền đó để bố thí cho mấy người nghèo. Tôi thấy bây giờ 10 người còn hết 5 cô rồi đó, tha móng tay móng chân. Đồ đó kêu là xa xí phẩm. Đó, tự nhớ là mình có tiết kiệm từ muốn ăn, mình ăn no thì phải nghĩ tới người đó. Mình tiết kiệm đừng có phung phí quá. Bây giờ Việt Nam còn bày đặt cái vụ sinh nhật Đông Phương chưa có. Từ lai với mấy người Việt Kiều bây giờ có vụ sinh nhật, mà sinh nhật tổ chức của nó long trọng, phung phí. Người có Việt Nam thì chỉ có cái chúc thọ 60 tuổi là kỷ lục từng thất từng người, nó có đó thì có. Những người già lớn tuổi hay có, còn sinh nhật là mỗi năm mỗi lần. Cái ngày sinh đẻ của mình quan trọng có mốc gì đâu, mình là cái gì, mình là một cái quái vật quan trọng gì mà phải tổ chức sinh nhật. Biết bao nhiêu người đang đau khổ, thường xưng mình là nhân vật, tôi thấy đó là cái quái vật, nhân vật gì đó. Sống là đơn giản thôi, để biết bao nhiêu tiền giúp đỡ người nghèo. Việt Nam thì luôn luôn xóa đói giảm nghèo. Thì xóa đói giảm nghèo, chứ tới xóa đói càng ngày càng nghèo thêm. Không thích hợp. Rồi ăn phung phí quá. Chúng ta ngồi xuống ta niệm Phật đếm từ một. Thành ra Đức Phật nói con người sống cũng như là cái chừng chết rồi con không biết đi về đâu, mà chúng ta để làm cái vai chết mà cứ tiếp thôi. Chừng nào về thực hành mới thấy cái sự khó khăn của nó. Về thực hành vài bữa cái ngán rồi, nói trời ơi tạp niệm của con thôi, giờ ngồi xuống niệm.